បាទទស្សនិកជននៅក្នុងចំបានដឹងបន្តព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតដែលយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាយកអំពីកម្ពុជាបានបើកវេទិកាបរិយាកាសហេរញ្ញវត្ថុមេគង្គទី1តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានឈ្មោះថា ADA និងមូលនិធិសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍបានប្រកាសបើកវេទិកាបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុមេគង្គទី1ដែលផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំដោយធនាគារជាតិកម្ពុជាសហការជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងមូលនិធិអភិវឌ្ឍមូលធនអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ធនាគារដែលមានបណ្ដាញទុនខ្សោយចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅសន្តិការគារអង្គទាំងកងទីនងតរាជធានីភ្នំពេញ ដែលវេទិកាបរិយាប័ន្នហេរញ្ញវត្ថុគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីចែករំលែកគំនិតនិងដំណោះស្រាយក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់តំបន់ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនគឺក្នុងគោលបំណងនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបរិយាប័ន្នហេរញ្ញវត្ថុតាមមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយយកតែខេត្តយូណានន
rách nơi bà rìa bàn hình ảnh vật thô nơi khu nông đồng bàn mê cung tam rìa cả phùng rừng cùng rách sát bọt tế bạc cá nâng cao phát bọt đô trong nền đăng từ vinh từ mốc rồi viên bàn đà bọt tế nâng sát bàn xình xình của bàn trẻ thà về tình cả bà rìa bàn hình ảnh vật thô mê cung trở bàn tiếp trong láng chỉ cả về thị trên mục kế rồi bọt đồng bàn đòi miên kênh ạ bọt tế phụ chô rùm trong nguồn tràn chiên bày rồi nét đại miên đầm náng ở Christian micro hình ảnh vật thô mần trầy rọt thà phị bá xạ chịp ẩn ở tiến Kristian tam bandar sakum thiên kia biên trực cắm, pratibat ko bandar chạ lát nâng thiên kia cắn đáo, nâng đi dạy tạc ko ông ca krai rọt thà phị báo nẹp cột cung hình ảnh vật thúc này hard work nâng sâu vẻ, nẹp bật xa dụ báo nâng krom hôn xe và cắm đem yên chùm niên vì chia chi vẹ chia đàn phong đài. របស់យើងបន្តជម្រាបជូនទស្សនិកជនអំពីព័ត៌មានមួយទៀតមុននឹងសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកនៅវេទិកាបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុមេគង្គទី1តាមរយៈសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ចា៎មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ADA និងមូនិធិសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍប្រកាសបើកវេទិកាបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុចា៎មេគង្គទី1ដែលបដិសេធបានរៀបចំដោយធនាគារជាតិកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងមូនិធិអភិវឌ្
ngày thì ban chấp đam bị ngày thì đập muối ngày thì đập buôn khai cả đá nơi sân thác kia intercon hai vệ tì ca bà rìa ban hệ ranh và thô cư chi ao cá đồ lò muối đầm bay chạy đầm lệ cùng nứt nâng đầm nọ sài nơi khăn ca co sang sư tạc cách thạc đầm bón ở căn tè đi chìm ràn hay khăn cô bầm nón ní cư đầm bay sắp sai bà rìa ban hệ ranh và thô ta mà hạ nô đầm bón mê cung đầm miên bà tê Campuchia xa thị rãn ả rốt bà chìa mê nịt lao ở Việt Nam, Myanmar, Thái, xa thị rãn ả rốt bà chìa mê nịt chân khả Yunnan nâng đầm bón xoay giật ở khoang si chồng hai cùng nâng bà rìa đam vì sai thâm mây đo sầm khá ní nâng bùng rì đảm bay sầm rạch nơi bà rìa ban hệ ranh vật thô khăn ông đảm bòn mê cung tàm rìa ca bùng rừng cầm rất cách xa bật bạch cá nâng phá bắt đầu chùm nẹ đăng từ vinh tầm mốc rửa viên bản đà bà tiết nâng sạp bàm xem xây phong đà chà. Bà tôi xin kết chân nhờ chế tì cổ rốt bà dân kết chân mà tầng ọc nế xong bê sầm rạch bằng tí tí xanh bà.